Chắc là chưa lấy hay sao ấy. Chưa lấy mà ở với nhau như này mà chưa lấy thì hỏng rồi. Anh dế này đào hoa phết đấy. Cô này là cô thứ tư đúng không? Cháu ạ. Chị nó này bao nhiêu tuổi? Già rồi. Già là bao nhiêu? 40 rồi. 40? Vâng. 50 tuổi. 50 tuổi? Ừ. À, xem một tí. 40. 50 đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, 50 nha, không phải 40 đâu nha. Cấm xin mến chào cô ba anh chị và tất cả mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Nắng Mai TV. Sáng nay đang làm công việc nhà chờ đấy các bác. Hiện tại thì còn sớm. Không đến thăm anh trai của chờ. A dế một mắt đấy. Hai hôm nay không thấy anh đi tham gia công việc cùng gia đình. Thì thấy anh báo và bà con chia sẻ là anh hiện tại là có một cô người yêu đến đây. Và mọi 2-3 hôm nay là hai người rất là vui vẻ với nhau, quên cả làm việc. Thì đáng lẽ người yêu đến là phải dẫn đi hộ em làm việc, nhưng mà hai người là cứ ru rú ở nhà, không phải lên thăm các bạn. À dế thì có lẽ thời điểm hiện tại là quên hết việc là mắt không nhìn thấy một mắt rồi. Rất là vui. Xem hai người làm gì mà vui đến thế. Hai hôm nay ngày thứ ba rồi. Không đi xuất hiện ra ngoài luôn. Đấy túp lều cũ chờ đây nhá. Bác nào mà chưa biết đến A dế một mắt thì mọi người xem lại những video của Châu. Thấy anh đi đào nền. Anh dế ơi! Yeah, làm gì đây? Mấy hôm nay gặp anh khó quá. Đang làm gì đây? Ở nhà hả? Sao không thấy đi làm việc? Mệt quá. Ui giời. Sao lại mệt quá? Mấy hôm nay vui vẻ quá đúng không? Quá sức nhá. Hôm đó là trêu cái mồm này là hôn người yêu đúng không? Đâu, chị người yêu đâu? Nói ở nhà. Đâu, cho thăm tí. Đó. Đang mà lên thăm hai anh chị tí. Vâng. Tối thế. Vâng. Ui giời, hai người ở tối thế này thì... Đây, sáng rồi rồi. Ui giời, đang ngủ à? Vâng ơi. Rồi. Có được vào không? Đó. Có phá đám không? Phá đá à, ý là em vào có phá đi không khí của anh chị không? Nhưng bây giờ là 9 giờ rưỡi buổi sáng. Ừ. Mà ngủ tối như thế này thì giờ thôi. Hai hôm vừa rồi em biết tin rồi nhưng em không dám lên. Ừ. Em mà cho để anh chị trăng mật đã. Không mà xin phép mọi người nhé. A dế để cô Vân tài trợ cho 10 triệu để đi khám chữa cái mắt. Đấy, có bác cũng comment trên kênh là A dế khả năng là bị đục thể tinh thủy. Mình sẽ lên kế hoạch mình đi. Thế là hôm nay là ngày thứ ba rồi đúng không? Chị về được 3 ngày rồi đúng không? Chị á? Chị người yêu của anh ấy. Hôm qua đó là về hả? Hôm qua bác về á? Vâng. Hôm qua hay hôm kia rồi? Hôm qua luôn rồi. Ừ, thế hôm qua là cả một ngày rồi. Hôm kia thì nó chuẩn bị về rồi. Ừ, tối hôm kia rồi vâng. Đúng không? Vâng. Thế là hôm nay là sang ngày thì... thứ hai thứ ba gì đó. Nó tóm lại là hôm qua là A dế đã có một cái ngày tuyệt vời để mà ở với lại gọi là người yêu đúng không? Đấy, bây giờ sắp lấy vợ tiếp rồi nhá. Đây, em đang bảo là hôm nay lên tìm anh để tìm kế hoạch đi xem cái chữa mắt ấy, nhưng mà xem ra thì để mấy hôm nữa nhá nhỉ. Đâu thăm chị tí, xem mặt mũi tí. Rồi, sáng sớm ngủ cái này. Nó ra đi cho cán cho lợ xong rồi đang... Vẫn đang ngủ đúng không? Vâng. Bây giờ đang ngủ đây đúng không? Nó cho cán cho lợ xong nó mệt nó ngủ. À? Nó bảo đâu? mệt nó... Mệt mệt à? Thế nhưng mà bảo thằng em nhìn mặt chị tí, em được không? Vâng. Đấy,
Hôm qua em biết tin rồi nhưng mà em không lên, em phải thời gian cho cho anh Dế à. Cho anh Dế với người yêu của anh à. Chắc là khả năng là bây giờ là có tin vui lấy vợ rồi đúng không? Chắc là chưa lấy hay sao ấy. Chưa lấy mà ở với nhau như này mà chưa lấy thì hỏng rồi. Anh Dế này đào hoa phết đấy, cô này là cô thứ tư đúng không? Hãy gọi ra xem một tí, xem mặt một tí. Xấu. Xấu gì phải xem, xấu hay đẹp thì... Chân nhỉ? Hả? Chân nhỉ? Ừ. Sao chị mê này... Quả em, nghĩ có phí mê nè. Trời ơi chị... Ôi dồi. Xấu hổ. Xấu hổ à? Chị ơi. Ôi. À. Em thì em giúp anh Dế thôi, đang bảo giúp anh Dế đi bệnh viện thôi, nhưng mà mấy hôm nay gặp anh Dế khó quá. Anh Dế. Anh Dế à? Cho xem chị một tí thôi. Nó sao? Bỏ rồi. Không được, xấu hổ à? Chị nó này bao nhiêu tuổi? Già rồi. Già là bao nhiêu? 40. 40? Vâng. 50 tuổi. 50 tuổi? Ừ. À, xem một tí. 50. 50 đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, 50 nha, không phải 40 đâu nha. Rập bê. Đâu, xem chị một tí nào, xem dòng cao bên chị mà. Ai da. Xong. Dài. Các bác xem A Dế một tí. Chị tên là gì đấy? Hả? Chị này tên cầu. Là gì? Tên là Cầu. Chị Cầu à? Ừ, nếu mà 50 tuổi thật thì không phải gọi mình. Phải 50 tuổi, 40 tuổi nhưng mà... Thì bây giờ cứ tính theo căn cước đi. Là cơ... sinh năm bao nhiêu? Cả cơn, nó cả cầm. Ôi giời, cứ ở ru rú phòng thế này thì sao mà biết được. Tò mò quá, muốn gặp chị một tí thôi. Ở đây à? Hay là anh chị đang không mặc quần áo đấy? Có. Nếu không mặc quần áo thì bảo em đi ra nhá. Có. Anh chị, anh chị. Thôi chúc mừng A Dế thôi. A Dế có thêm một tình yêu mới thì hy vọng tới này có động lực hơn trong cuộc sống. Đấy. Tới này mình đi xem mắt như nào rồi xem phẫu thuật được nữa thì về nếu mà có lấy được cô vợ mới thì cũng phải cố gắng vun vén cho gia đình. Sau đó thì là chịu khó làm ăn. Đợt vừa rồi cái mắt của anh là bị không nhìn thấy một mắt đúng không? Thế sau đó thì là vợ cũng bỏ đi, con có không nhỉ? Hình như con là mất đúng không? Mất rồi. Con thì mất. Mọi cái gọi là khắc nghiệt của cuộc sống nó đến với anh như thế thì em cũng rất cảm thông. Đấy, kể cả hôm nay lên đây thì ghi hình như này không phải là ghi hình lên để châm biếm hay là ghi hình lên để làm thú vui anh Dế đâu, mà là cũng muốn lên đây. Thứ nhất thì là mình lên kế hoạch đi bệnh viện khám mắt đó. Đấy, hai hôm qua thì các anh em chia sẻ và anh có chị người yêu mới về thì em cũng không lên làm phiền, nhưng mà đến ngày hôm nay thì em cũng phải lên để xem một tí, xem mặt một tí, chúc mừng cho A Dế. Nếu có thành cái gia đình nhỏ sau này thì em lên gọi là động viên thôi. Đấy, động viên để anh chị cũng cố gắng sau này vun vén cho gia đình thôi. Chị này thì là có chắc là cũng có đời chồng đời con rồi đúng không? Có rồi. Chồng mất hay như chồng nào? Chồng mất rồi. Chồng mất à? Vâng. Có con không? Có hai con bé ở nhà. Hai con bé ở nhà? Vâng, hai con. Thế bây giờ ai trông con? À, bà nó. Ừ. Nó đi làm hôm qua nó đang về. Ừ, vâng. Đi làm ở đâu? Đi làm rồi, làm ở đâu không quan trọng nữa, bằng việc là mấy hai con bé ở nhà thì bao nhiêu tuổi? Con to 14 tuổi. Con to bé... 14 tuổi. Vâng. Ừ. Con bé là 8 tuổi. Ừ, 14 tuổi là con trai hay con gái? Hai con trai. Hai con trai à? Vâng. Con trai người Mông là không đi theo mẹ đúng không? Không đi theo mẹ. Về cơ bản là 14 tuổi thì sắp đến cái tuổi mà gọi rằng là đối với bà con người Mông ấy, 14 tuổi em thấy bắt đầu đi làm việc. Vâng. Bắt đầu việc thì làm thuê được đã đi làm. Thì cũng không thôi thì mẹ nó cũng đồng hành đến thời điểm hiện tại thì cũng mình cũng không thể trách được các bác. Một đứa 8 tuổi thì cũng ít nhiều là cũng đã đi học lớp mấy rồi đúng không?
Bắt đầu học lớp lớp 3, lớp 4 rồi. Con bé học lớp 5 rồi. Học lớp 5 rồi đúng không? Con to học lớp 8 rồi. Thế là 9, 10 tuổi rồi. Con to vẫn đang đi học. Hả? Thế thì bố mất lâu chưa? Mỗi gần 5 năm rồi. Ừ, thì mình phải tìm hiểu gia cảnh một tí. Thì ít nhất là mẹ này vẫn còn ở với các con được đến 5 năm. Sau khi là con cứng cáp hơn đứa anh 14 tuổi, rồi em 8 tuổi. Thì người Mông thì nếu mà con gái thì đi theo mẹ, con trai thì không được đi đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì ít nhất là không vô tâm đến nỗi rằng là chồng mới mất thì bỏ đi. Mà đây vẫn còn ở lại 5 năm cùng các con đến thời điểm hiện tại. Thì chị mới đến với anh Dế. Thì gọi chung là góc độ nào đó thì mọi người vẫn sẽ phê bình rằng là bây giờ bỏ con đi theo người khác. Nhưng mà họ cũng có sự lựa chọn riêng của họ. Ít nhất là họ vẫn còn cái thời gian họ chăm bẵm cho con cứng cáp hơn, lớn hơn, khôn hơn. Đấy, thì họ mới bắt đầu đi tìm người khác. Chứ có người chồng vừa mới đi cái là cũng bỏ con. Và đặc biệt con mới còn mấy tháng đỏ ỏn là cũng bỏ. Thế này rất là thương. Nhưng đây bây giờ là con ít nhất là 8 tuổi. Học lớp 5 là 9, 10 tuổi đấy. Thì là nó cũng đã bắt đầu tự lo liệu được cái việc là sinh hoạt các thứ rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là đã bỏ các con đi như thế thì sẽ có một phần quý khán giả là có những cái nhìn tiêu cực. Còn về với A Dế nếu mà được thì cũng tốt thôi. Anh đây, nhà anh Dế đây các bác, một cái căn phòng, một cái căn nhà nhỏ nhỏ như này thôi. Mà chị đồng ý về thì vẫn muốn xem mặt một tí. Xem mặt chị này, chị người yêu ấy. Hai anh chị ra ngó một tí. Bên em ra ngoài nha, cho chuẩn bị nha. Đấy, em ra ngoài cho anh chị chuẩn bị là chỉnh chu lại quần áo xong tiếp tục nhìn tiếp tí nhá. Còn là tóm lại là chị xấu hổ đúng không? Ừ. Thôi chị không quay thôi đây là trong chị ở trong này. Đấy. Gọi là chị cho nó trẻ bởi vì là em gọi anh Dế là anh. Biết đâu là sau này hai anh chị nên duyên. Đấy. Nhưng mà ở như này thì phải lấy người ta chứ. Đấy, phòng thì tối om. A Dế này. quay phim này thì cũng không ép được mọi người, cũng phải người ta đồng ý thì không mới quay. Thế còn lên đây thì cũng thông tin các bác, nếu mà các bác yêu thương mến cảm A Dế thì thôi cùng chúc phúc A Dế tới này có một cái gia đình nhỏ nhá. Đấy, phải có trách nhiệm nhá, phải có trách nhiệm với chị này nhá. Bây giờ là chị này là chị thứ tư rồi, thôi dừng lại ở đây. Hỏi chị ấy có đồng ý về với anh không? Nó bảo là đồng ý nhưng mà nó hay có của nó là đam mê nhưng mà hai gia đình ở nhưng mà mình là đi làm cái nưa gia đình này xong thì đi làm nưa gia đình trên đấy. Này sao? Ở trên anh Mỹ ấy. Tít chỗ trên Mỹ kia. Vâng. Ừ. Thế thì đi trên đường núi này đi cũng xa phết đấy nhỉ? Vâng. Tít chỗ Mỹ. Vâng. À, được rồi, thế thì cái đó thì tùy thôi. Còn hai người nếu mà nên duyên với nhau thì em chúc mừng. Chúc mừng nhá. Thế là đúng ra thì là bao nhiêu tuổi? Thấy hôm qua chơi thì bảo là 44, 45 gì đấy. 43. 43. 43. Lúc 40, lúc 43. 43. Thì em hỏi thì biết thôi, anh là ba mấy nhỉ? Dạ. Anh là ba mấy nhỉ? Anh á? À. Anh năm nay... 34. Chị 43. 34, 43. Ấy à, hợp đấy nhỉ. Lớn một tí thôi, không vì gì hết. Đồng ý về với mình là được, không chê mình là được rồi. Sao mà quen biết nhau? Nhưng mà trước đầu tiên mình đi nhà em Mỹ ấy. À. Nhà em Mỹ nhưng mà em mình tán là... được đúng không? Dạ. Em mình tán được cô này đúng không? Vâng. Giỏi thế. Nhưng mà họ đi mua bò, họ lấy số của nó để cho mình. Thế là gọi điện, thế là yêu nhau. Vâng. Được. Một cái duyên đến gọi là... Nó phải có duyên với nhau ấy, thì mới gặp được nhau đấy nhá. Vâng. Không tự nhiên anh gặp được, không tự nhiên gọi điện một cuộc là về đâu. Không. Cũng phải thích nhau một tí. Có gần nhau, thích nhau. Thế hôm nay về là thấy phấn khởi hơn rồi, cười nhiều hơn rồi. Thế thì cứ vui vẻ đi. Thằng là trời thì cũng nó cũng trơn trượt lắm. Xe chơi thì cũng có rồi. Bữa nào rằng là mà chơi đi ra kia thì không được. Anh phải nhờ người khác chở anh ra bệnh viện. Thì em sẽ đi cùng anh. Phải khám qua
biết là mắt như thế nào thì mới biết điều trị được. Để cả đứa đi tuyến dưới thì mới biết tình hình được. Nhá. Còn hôm nay lên đây thì cũng muốn mà nhìn mặt chị này một tí nhưng mà chị không nhìn. Thôi thì hôm nào để chị đỡ ngại hơn nhá. Bảo em chị không hiểu tiếng phổ thông đâu đúng không? Không biết tiếng phổ thông mà. Thế thì bảo với chị là em lên đây không phải lên quay phim làm gì chiêu hay là phát tán cái gì đâu nhá. Thôi lên đây thì vẫn tập trung trọng tâm là anh thôi. Mấy hôm nay không gặp anh ở dưới kia thì em cũng muốn lên xem anh để mình lên kế hoạch đi khám chữa ấy. Đấy, cô Vân tài trợ mình tận số tiền rất lớn, 10 triệu. Để mình đi là mình khám chữa cái con mắt. Biết đâu rằng là phẫu thuật được thì lại trả lại cái con mắt ban đầu cho anh, lại nhìn được ánh sáng. Thì vợ nó mới không chê chứ. Hey, còn cái không gian nho nhỏ này nếu mà vẫn có một cái hạnh phúc to như thế là em vui rồi. Thôi nhá. Bây giờ thì tưởng là về thấy xấu hổ quá thì mới không đi giúp em đào nền thôi đúng không? Vâng. Đáng nhẽ về thì là hai hôm anh qua em cho nó xin đi giúp đào một ngày, nó bảo là ô xấu xấu hổ quá người thế ra giúp đông người thế là xấu. Hai hôm vừa rồi là cứ ngủ thế này với nhau á? Không, mình không ngủ. Nghe ông nghe cái dế cứ điều đi, ông dế cứ ngủ, ông dế cơ mà không ngủ nhá. Thôi còn tối như thế này mọi người ngủ thì cũng ngủ ngon đấy nhỉ. Thôi tiếp tục đi nhá. Nếu em có lên phá đám thì thông cảm cho nhá. Bây giờ thì lại đóng cửa tắt điện đi. Thế bố mẹ ở bên kia đi đâu? Bố mẹ đi chợ rồi. Thế mới gọi à, cũng đóng cửa lên bên kia rồi. Nhà của A Dế thông với nhà bố mẹ. Nhưng mà hôm nay là phải đóng cửa như này rồi. Bố mẹ có ý kiến gì không? Không có mà. Đồng ý thôi gì? Rồi rồi. Thế thì chúc mừng nhá. Được rồi. Chào tạm biệt chị này nhá. Yếu. Pư lỗ. Bố nè. Được rồi. Thế nhá, thì nếu chị lại mất vui, chị lại không vui. Thế nhá, đóng cửa vào. Đóng cửa vào như vừa nãy đi. Kệ nó. À kệ, em đi gái anh lại đóng rồi mà. Ok. Đấy, em phải lên xem anh Dế để biết cái tình hình là đưa anh đi khám chữa cái con mắt. Các bác cũng comment là mắt này phải càng sớm càng tốt. Trời ơi, cái con bò mà em thò vợ của Trơ mang về nuôi đây các bác. Càng ngày càng thấy gầy đi thôi. Con bò này rất là già rồi, gần như là cái bò thải rồi mọi người ạ. Nói thế thì hơi quá, nhưng mà phải nói là con bò này đẻ hết rồi. Bây giờ là gầy và già lắm rồi thì người ta mới cho em Trơ mang về nuôi. Nuôi ở đây không phải là cho không đâu nhé. Nuôi để Trơ lấy phân thôi. Còn sau này con bò này nếu mà có bán, nếu mà có như thế nào thì chủ người ta vẫn lấy lại. Bán thì nhà chủ bảo lấy 10 triệu. Trơ mà bán được giá cao hơn thì Trơ sẽ được ăn phần chênh. Bụng to to này thì chửa tiếp á. Khả năng là chửa đấy. Đây là cái con bò hàng xóm. Trời bắt đầu quang quang ra rồi. Hy vọng rằng là công việc của nhà Trơ được thuận lợi. Cháu Khâm cảm ơn các bác rất nhiều nhé. Hôm nay đến thăm A Dế vậy thôi. Nếu mà A Dế với chị này có liên duyên thì mình cũng chúc mừng thôi. A Dế có vợ thì sẽ có động lực hơn. Bây giờ còn cái gì nữa không? Bây giờ là... Con lắc bóng này là xong rồi. Dạ, dạ. Còn một bóng nữa nhưng mà bóng đấy thì để thế nào nó dùng hết thì tí anh... Còn một cái bóng thì anh... Mang để trên nhà. Đấy, bây giờ là điện nhá. Đây nước đây các bác ơi. Nước đây, điện nước. Ok, về cái phần tạm thời để chuẩn bị cho việc xây nhà rồi. Vừa đi thăm A Dế về. Bây giờ hỏi A Báo nhá, hay có mấy anh em đây chắc anh em biết. Chị kia có biết tên không? Không biết tên đâu đúng không? Tên không biết đúng không? Thế từ hôm về là ăn được bữa cơm với nhau nào với nhau nó vẫn bao nhiêu lần rồi
ăn được bữa cơm nào với nhau không? Không, nó vẫn ăn nhiều rồi mà. À, thế anh biết mặt không? Mặt nó? Hả? Biết mà. Chưa biết rồi gì? Trước kia trong máy Zalo Facebook ấy, nó vẫn thấy anh dễ cả, nó vẫn chủ ảnh nhiều nhiều mà. Chụp ảnh chung với nhau à? Vẫn. Thế cho em xem ấy. Em không thấy mặt nãy lên, không cho xem mặt. Xinh gái không chưa? Không. Không á? Giống như mẹ. À, giống như mẹ em à? Không, nhưng mà mù nó vẫn, mù của mẹ vẫn đẹp hơn á. Mồm của mẹ chơi vẫn đẹp hơn mồm của chị kia. Vâng. Bởi vì là da nó vẫn dày, da thực. Da gọi chung là nhiều nếp nhăn rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà ai dễ bảo 43 tuổi phải không? 43 hay là 45? 44. Ông này bảo 44. Chắc là đúng. Ông này bảo 45. Không có ai nói, anh vẫn bảo là 44. Ừ. Chơ bảo 44, Báo bảo 45. Đi gặp dế bảo 43 thôi, mình tin dế đi. A dế bảo chắc là của A dế mà. Vâng, của A dế. Em có lên thăm nhưng mà chị không cho xem mặt đâu, xấu hổ quá. Thế mà sao không ra đây hộ anh em thì mà chơ có lên gọi về đây hộ đúng không? Nhưng mà chị ấy ngại. Đấy, còn công việc của nhà chơ thì là tiếp tục rồi các bác ạ. Nắng giáo lên thì đàn ông thì là phà đá, chị em thì là sửa đường. Đó. Hôm nay không lên thăm A Dế ghi hình một chút để mình kế hoạch khám chữa thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều, mọi người đã dành thời gian theo dõi, quan tâm video của cháu Khâm nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video tiếp theo. Xin chào.